tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Tuấn Liêm và Hoàng Ngọc xin kính chào quý vị. Hoan nghênh quý vị đến đây để theo dõi bản tin sáng của ngày 30 tháng 7 năm 2022 trên kênh Culture Channel. Sau đây chúng tôi xin lượt qua một số các bản tin chính sáng này. Canada công bố thẳng dư 5,3 tỷ trong 2 tháng đầu năm của năm tài chính 2022-2023. GDP của Canada không đổi trong tháng 5 nhưng có dấu hiệu cho thấy tăng trưởng quý 2. Poliev và Lewis không tham gia cuộc tranh luận thứ 3 của đảng bảo thủ. Hai thanh niên 17 và 18 tuổi thiệt mạng trong vụ xả xuống ở Montreal West, sinh viên University of Toronto cần tiêm đủ 3 mũi phát sinh để có thể thường trú ở ký túc xá. PC Ferries khuyên du khách nên kiên nhẫn trong kỳ nghỉ cuối tuần bận rộn nhất trong năm. Apple dự báo tăng doanh số nhanh hơn, nhu cầu iPhone tăng mạnh bất chấp nền kinh tế khó khăn. Lũ lụt tại Kentucky khiến cho ít nhất 16 người thiệt mạng ở miền trung Appalachia lần đầu tiên Triều Tiên báo cáo không có ca sốt mới kể từ khi bùng phát Covid-19. Và trong bản tin chi tiết, chúng tôi sẽ mang đến nhiều bản tin đáng chú ý khác, mời quý vị chú ý theo dõi. Và bây giờ, Hoàng Ngọc sẽ mở đầu với bản tin Canada. Cô bé người Việt là một trong năm học sinh tốt nghiệp cấp 3 ở Toronto với điểm tuyệt đối Lần đầu tiên, Toronto District School Board, TDSB, đã rất tự hào thông báo rằng năm học sinh đã đạt điểm trung bình 100% trong 6 môn học của lớp 12, giúp các em vinh dự được vinh danh là những học giả hàng đầu của TDSB cho năm học 2021-2022. Nina Đỗ, học sinh trường Humberside College, Institute đã không chỉ học hành cực kỳ chăm chỉ để đạt được điểm trung bình 100% trong năm tốt nghiệp của mình, mà cô còn dành cả buổi tối để dạy kèm cho các sinh viên khác môn toán và tiếng Pháp. Ngoài giờ học, Nina thích đọc sách và đạp xe quanh Toronto với bạn bè. Tuy nhiên, đàn violon mới là niềm đam mê thực sự của cô. Nina đã chơi violon được 10 năm và nói rằng hoạt động này giúp cô giải tỏa căng thẳng. Kể từ khi chuyển đến Canada từ Việt Nam vào năm 2014, Nina đã sống ở cả New Brunswick và Toronto. Năm tới, Nina sẽ theo học Đại học Waterloo ngành System Design Engineering. Vào thời điểm báo chí phỏng vấn năm học sinh này, được biết Nina đang cùng gia đình đi du lịch ở Phan Thiết, Việt Nam. GDP của Canada không đổi trong tháng 5 nhưng có dấu hiệu cho thấy tăng trưởng quý 2. nền kinh tế Canada đã không thay đổi trong tháng 5 khi tốc độ tăng trưởng chậm lại do các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với hạn chế về nguồn cung và lãi suất tăng. Mặc dù các nhà kinh tế cho rằng chu kỳ tăng lãi suất hiện tại dự kiến sẽ tiếp tục vào mùa thu. Tổng sản phẩm quốc nội thực tế không thay đổi trong tháng 5 sau khi tăng 0,3% vào tháng 4. Theo Bộ Thống kê Canada, tăng trưởng trong các ngành sản xuất dịch vụ đã bị bù lại bởi sự sụt giảm trong các ngành sản xuất hàng hóa. Trợ lý kinh tế trưởng Nathan Chanzen của ABC cho biết, nền kinh tế đang gặp phải những hạn chế về năng lực sản xuất trong dài hạn, một phần là do tình trạng thiếu lao động đang diễn ra. Một ước tính sơ bộ cho GDP quý 2 chỉ ra mức tăng trưởng hàng năm 4,6%, tăng từ 3,1% trong 3 tháng đầu năm. Sau khi chịu một tác động đáng kể khi đại dịch bùng phát, GDP thực tế đã vượt qua mức trước đại dịch vào tháng 11 năm 2021. Sức mạnh của nền kinh tế Canada sẽ có tác động đến quyết định lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Canada vì họ muốn hạ nhiệt lạm phát cao. Đầu tháng này, ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất chủ chốt thêm một điểm phần trăm, lần tăng lãi suất lớn nhất trong hơn 20 năm. Nhà kinh tế cấp cao của CIBC, Andrew Graham, cho biết mức tăng trưởng hàng năm vững chắc trong quý thứ hai có nghĩa là ngân hàng trung ương Canada có thể sẽ tiếp tục với một đợt tăng lãi suất rất đáng kể khác vào tháng 9. Ngân hàng Canada sẽ công bố lãi suất tiếp theo vào ngày 7 tháng 9. Canada công bố thẳng dư 5,3 tỷ trong 2 tháng đầu năm của tài chính 2022-2023. Chính phủ liên bang đã công bố thẳng dư 5,3 tỷ đô la trong 2 tháng đầu tiên của năm tài chính 2022-2023. Trong báo cáo giám sát tài chính hàng tháng của mình, Bộ Tài chính cho biết con số này trái ngược với mức thâm hụt 23,8 tỷ đô la trong cùng thời kỳ 2021-2022, đã có thẳng dư 2,7 tỷ đô la cho mỗi tháng 4 và tháng 5. Chính phủ liên bang cho biết kết quả tài chính năm 2022-2023 của họ tiếp tục được cải thiện so với đỉnh điểm của đại dịch COVID-19. Chi phí cho các chương trình không bao gồm các khoản lỗ tính toán ròng đã giảm 17,9 tỷ đô la, tương đương 23,3%. Phần lớn phản ánh số tiền thấp hơn dành cho các cá nhân, doanh nghiệp và các cấp chính quyền khác. Nợ công đã tăng 1,7 tỷ đô la, tương đương 44,2%, chủ yếu do lạm phát và lãi suất cao hơn. Đức Giáo hoàng Francisco lên án các chính sách áp bức đối với người bản xứ ở Canada. Đức Giáo hoàng Francis đã nói với các nhà lãnh đạo của các quốc gia bản địa vào ngày cuối cùng trong chuyến thăm Canada rằng ông rất đau buồn khi mà công dân Canada đã ủng hộ những chính sách áp bức và bất công chống lại người bản địa. Hôm thứ Sáu, vị giáo hoàng 85 tuổi đã gặp một phái đoàn bản địa tại dinh thự của tổng giáo mục Quebec trước khi ngài lên đường để thăm lãnh thổ Nunavut, Bắc Cực và khu vực mà Canada đã xây dựng vào năm 1999 cho những người Inuit. Đức Giáo Hoàng nói, tôi đến với tư cách là một người anh em để tận mắt thấy những điều tốt và xấu của các thành viên của gia đình công giáo địa phương trong suốt nhiều năm. Và tôi cũng đến với tinh thần sám hối để bày tỏ nỗi đau chân thành của tôi trước những sai trái gây ra bởi những người công giáo ủng hộ các chính sách áp và bức và bất công. Giáo Hoàng đã đề cập đến các trường dân cư nơi mà có 150.000 trẻ em bản địa bị tách ra khỏi gia đình và bị chuyển đến đây từ những năm 1870 cho đến năm 1996. Các nhóm tôn giáo, hầu hết là công giáo, đã điều hành các trường hợp cho chính phủ thời đó để thực hiện chính sách đồng hóa. Hôm thứ Hai, tại thị trấn Maswachi, nơi trước đây có hai trường học, Ngài gọi vai trò của giáo hội đối với các trường học và sự cưỡng bức đồng hóa là một điều xấu xa, đáng trách và sai lầm tai hại dịch vụ trực tiếp đối với hộ chiếu qua thư có sẵn tại 300 địa điểm của Service Canada. Các du khách muốn lấy hộ chiếu giờ đây có thể yêu cầu chuyển đơn đăng ký qua thư của họ đến bất kỳ trung tâm Service Canada địa phương nào trong số hơn 300 trung tâm dịch vụ địa phương để xử lý. Giờ đây, họ cũng có thể làm tương tự ngay khi nhu cầu về hộ chiếu của họ ít cấp thiết hơn, chẳng hạn như đối với những người dự định rời khỏi Canada trong vài tuần tới thay vì là một vài ngày. Trước đây thì những người nộp đơn trong hàng chờ chỉ có thể yêu cầu chuyển đơn đăng ký bằng cách tới một trong 35 cơ sở chuyên về hộ chiếu trên khắp Canada hoặc là liên hệ qua đường dây điện thoại. Chính sách mới sẽ áp dụng cho bất kỳ ai đã hoàn thành đơn đăng ký của họ qua đường bưu điện cách đây hơn 20 ngày làm việc. Điều này cho phép đủ thời gian để đơn đăng ký được nhập vào hệ thống và có bằng chứng rằng họ sẽ đi du lịch trong vòng 20 ngày làm việc. các nhân viên y tế Ontario cho biết tình trạng chậm trễ ngày càng trở nên tồi tệ do thiếu nhân viên và ER đóng cửa. Các nhóm y tế của Ontario cho biết tình trạng thiếu nhân viên chăm sóc sức khỏe và việc đóng cửa của phòng cấp cứu tạm thời gần đây đang làm trầm trọng thêm sự chậm trễ trong quá trình đưa bệnh nhân vào bệnh viện và cho phép xe cấp cứu trở lại cộng đồng. Daryl Wilton, là chủ tịch Hiệp hội Y tế Ontario, cho biết Tình trạng chậm trễ của xe cấp cứu khi mà các nhân viên y tế chờ đợi trong khoa cấp cứu để bệnh nhân chuyển đến giường bệnh trong bệnh viện đã kéo dài hơn 12 lần so với thời gian năm ngoái. Ông cho biết, việc chậm trễ từ 1 đến 2 giờ trước đây được coi là cực đoan, nhưng mà giờ đây, một số bệnh nhân phải chờ từ 10 cho tới 15 giờ. Ông Wilton cho biết, sự chậm trễ ngày càng trầm trọng và đang có tác động lớn đến khả năng cung cấp dịch vụ y tế và hậu quả của chúng lan rộng ra các cộng đồng lân cận. Ông nói, để giải quyết các tình trạng này rất là đơn giản và dễ hiểu, cần phải thuê thêm nhân viên và có thêm giường bệnh. Một số bệnh viện tại Ontario trước đây đã cảnh báo rằng việc đóng cửa khoa cấp cứu có thể là một vấn đề lặp lại vào mùa hè này do tình trạng thiếu nhân sự. Các khu vực nông thôn đã bị ảnh hưởng trầm trọng hơn với các cộng đồng như Perth, Clinton và Winham đã xảy ra trường hợp các phòng cấp cứu ER phải đóng cửa kéo dài đến vài ngày. Oliver Lewis không tham gia cuộc tranh luận thứ ba của Đảng Bảo thủ. Hai trong số những ứng cử viên nổi bật nhất cho vai trò lãnh đạo của Đảng Bảo thủ sẽ không tham gia vào cuộc tranh luận chính thức cuối cùng của đảng. Các quan chức Đảng Bảo thủ đã xác nhận rằng Pierre Oliver và Leslie Lewis đã nói với các quan chức đảng rằng họ sẽ không tham dự cuộc tranh luận ngày 3 tháng 8 ở Ottawa. Điều đó tức là chỉ còn 3 ứng viên, Gingerich, Roman Babel và Scott Acheson trong cuộc tranh luận 90 phút vào thứ Tư lúc 6 giờ chiều theo giờ ET. Theo quy định của đảng, cả ông Bolivar và bà Lewis đều phải trả một khoản phạt 50.000 đô la vì bỏ qua một cuộc tranh luận chính thức. Cả hai đều đã cho thấy rằng họ không hài lòng với quyết định sắp xếp một cuộc tranh luận thứ ba. Cố vấn cấp cao của Bolivar đã đưa ra một tuyên bố vào tuần trước nói rằng cuộc tranh luận chính thức đầu tiên của đảng ở Edmonton đã được nhiều người công nhận là gây bối rối và mọi người đã chỉ trích đảng về việc lựa chọn người điều hành và định dạng. Trong khi đó, bà Lewis đã chia sẻ công khai một bức thư mà bà đã gửi cho Ủy ban lãnh đạo của Đảng Bảo thủ, trong đó bà Lewis khẳng định mình đã không nhận được thông tin gì về hình thức tranh luận và bà đã nói với đảng rằng bà sẽ không có mặt vào ngày của sự kiện. Chi phí của đường ống BC hiện cao hơn hàng tỷ đô la khi công ty năng lượng giải quyết tranh chấp. Chi phí dự kiến của đường ống dẫn khí cost of gasling kéo dài đến miền bắc British Columbia đã tăng 70% lên 11,2 tỷ đô la sau thỏa thuận mới ký giữa nhà điều hành TC Energy Corp và tập đoàn xây dựng. Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu về nhiên liệu hóa thạch đang gia tăng, giám đốc điều hành của TC Energy, Francois Poirier, cho biết một loài các thỏa thuận sửa đổi với LNG Canada có thể giải quyết tất cả các tranh chấp còn tồn động và cho phép dự án được hoàn thiện kịp thời nhất. TC Energy dự kiến sẽ hoàn thành về mặt cơ khí vào cuối năm 2023, khi tất cả quá trình xây dựng và thử nghiệm đã hoàn tất và các ống sẵn sàng di chuyển khí lạnh. Ông Poirier cho biết đường ống dài 670 km nhằm mục đích dẫn khí đốt tự nhiên xuyên tỉnh đến cơ sở chế biến và xuất khẩu LNG Canada ở Kitty Mart đã hoàn thành khoảng 70%. Cho đến thứ Năm, ước tính chi phí của đường ống chỉ là 6,6 tỷ đô la. Hai thanh niên 17 tuổi và 18 tuổi chết sau vụ xả súng ở Montreal West. Cảnh sát Montreal cho biết một thanh niên 17 tuổi đã được đưa đến bệnh viện sau một vụ xả súng ở Montreal West vào đầu giờ ngày thứ Năm. Anh ta đã chết trong bệnh viện vào tối hôm đó, sau nhiều phát súng bị bắn vào một chiếc xe hơi gần đường Ronald và even một thanh niên 18 tuổi cũng thiệt mạng trong vụ xả súng. Các nhân viên đã phát hiện ra thi thể của anh ta vào khoảng 2 giờ sáng bên trong một chiếc xe liên quan đến vụ việc. Theo cảnh sát Montreal, hai người chết đã đánh dấu vụ giết người thứ 14 và 15 trong năm nay. Cảnh sát cho biết ba người đã bị bắt để thẩm vấn, trong đó có một người đã bỏ trốn khỏi xe. Vụ nổ súng là một trong hai vụ khác được báo cho cảnh sát trong khoảng thời gian chưa đầy 3 giờ ở khu vực Montreal. Hai thanh niên khác, 18 và 20 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau một vụ xả súng ở Ponte Saint Charles vào khoảng 11 giờ tối thứ Tư. Nắng nóng không ngừng đã phá vỡ nhiều kỷ lục nhiệt độ trên khắp tỉnh BC. Các kỷ lục về nhiệt độ đang bị phá vỡ trên khắp British Columbia khi đợt nắng nóng kéo dài bao trùm tỉnh, nhưng mà cơ quan quản lý khẩn cấp tỉnh BC cho biết họ không thấy trước một trường hợp khẩn cấp về nhiệt độ cực cao. Một tuyên bố từ cơ quan này cho biết, người dân nên theo dõi dự báo nhiệt độ và tận dụng các trạm làm mát ở nhiều cộng đồng, nhưng mà họ không nghĩ rằng sẽ có một vòng nhiệt khác như năm ngoái, thứ đã khiến cho hơn 600 người thiệt mạng. Môi trường Canada đang duy trì cảnh báo về nhiệt độ tại hầu hết các thành phố trong bang PC và cho biết 10 kỷ lục về nhiệt độ tối đa hàng ngày đã bị phá vỡ vào hôm thứ Tư khi tỉnh này đã ghi nhận những nơi có nhiệt độ cao nhất ở Canada. Ở 42 độ C, Lethin là nơi nóng nhất trong cả nước khi mà văn phòng thời tiết cho biết, ngôi làng đã phá kỷ lục trước đó là 40 độ C, được thiết lập vào năm 1939. Nhiệt độ kỷ lục được ghi nhận ở tất cả các ngõ ngách của tỉnh BC, từ Vancouver đến Bella Bella, Fort St. John và Nelson. sinh viên University of Toronto cần tiêm đủ 3 mũi vaccine để có thể thường trú ở ký túc xá. Sinh viên của trường đại học Toronto cho hay nếu muốn ở ký túc xá vào mùa thu này, cần phải được tiêm chủng đầy đủ và đã được tiêm ít nhất một mũi nhắc lại. Cheryl Regia là phó chủ tịch và là giám đốc của trường đại học và Kelly Hannah Morford là phó chủ tịch công bằng văn hóa đã đăng một thông điệp để gửi tới cộng đồng U of T vào ngày thứ Năm và cho biết Gần đây, U of T đã khôi phục yêu cầu tiêm chủng cho sinh viên và nhân viên sống trong khu nội trú của trường đại học. Học sinh sống trong ký túc xá vào mùa thu này đều yêu cầu đã tiêm một loạt các phát sinh COVID-19 và ít nhất một liều nhắc lại trước khi chuyển vào ký túc xá. PC Ferries khuyên du khách nên kiên nhẫn trong kỳ nghỉ cuối tuần bận rộn nhất trong năm. PC Ferries cho biết đây sẽ là long weekend bận rộn nhất trong năm của hãng với kế hoạch di chuyển khoảng 140.000 phương tiện và 400.000 hành khách trên 2.500 chuyến từ ngày thứ Năm cho tới ngày thứ Hai. Người phát ngôn Deborah Marshall cho biết, những người có kế hoạch du lịch mà không cần đặt trước sẽ phải đối mặt với việc chờ đợi lâu trong thời gian cao điểm giữa thời tiết nắng nóng. Do vậy, để tránh chờ lâu thì nên đi du lịch vào thời thấp điểm. Hành khách cũng nên xem xét việc đi chung xe hoặc là du lịch không dùng xe. Tuy nhiên, bà cho biết Công ty PC Ferries không hủy chuyến nào trong kỳ nghỉ cuối tuần này, nhưng mà các hành khách nên theo dõi các lịch trình của các chuyến của PC Ferries trên website và trên Twitter của công ty. Hành khách đặt vé nên đến nhà ga sớm hơn 45 cho tới 60 phút, trong khi hành khách đi bộ nên đến trước 45 phút so với chuyến đi dự kiến của họ. Sử dụng bao cao su có thể là một điều kiện của sự đồng ý trong các vụ tấn công tình dục tòa án tối cao canada cho biết quan hệ tình dục bằng bao cao su là một hành vi khác về bản chất so với quan hệ tình dục không dùng bao cao su và việc sử dụng bao cao su có thể là một điều kiện của sự đồng ý theo luật tấn công tình dục trong một phán quyết vào thứ sáu tòa án cấp cao nhất đã phán quyết rằng nếu đối tác của người khiếu nại không sử dụng bao cao su dù được yêu cầu thì giao hợp là không đồng thuận và quyền tự chủ và tình dục bình đẳng của người khiếu nại đã bị vi phạm tim horton sẽ cung cấp cà phê và bánh ngọt miễn phí cho những người dùng ứng dụng liên quan tới phụ kiện quyền riêng tư tim horton cho biết họ đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trong nhiều vụ kiện tập thể cáo buộc ứng dụng di động của nhà hàng vi phạm quyền riêng tư của khách hàng nhà hàng sẽ cung cấp cà phê và bánh ngọt miễn phí cho những người dùng bị ảnh hưởng. Chuỗi nhà hàng cà phê và bánh sáng Tim Hortons cho biết họ đã có thỏa thuận giúp những người dùng ứng dụng đủ điều kiện nhận được đồ uống nóng miễn phí và đồ nướng. Tim Hortons cho biết trong các tài liệu của tòa án rằng họ sẽ xóa vĩnh viện mọi thông tin vị trí địa lý mà họ có thể đã thu thập trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2019 cho tới ngày 30 tháng 9 năm 2020 và họ cũng sẽ chỉ đạo các nhà hàng cung cấp dịch vụ bên thứ ba làm điều tương tự. Cuộc dàn xếp được đưa ra sau khi một cuộc điều tra của các cơ quan giám sát quyền riêng tư của liên bang và tỉnh đã phát hiện ứng dụng di động của team Horton đã vi phạm luật vì thu thập một lượng lớn thông tin vị trí từ khách hàng. Quý vị đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Country Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh, bật chuông thông báo ngay kế bên để theo dõi các video tiếp theo. Và để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị nhớ bấm like và chia sẻ chương trình này trên mạng xã hội của quý vị để giúp phổ biến chương trình này đến nhiều người hơn. Xin chân thành cảm ơn. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý trong ngày. Brazil báo cáo ca tử vong đầu tiên do bệnh đậu mùa khỉ bên ngoài châu Phi. Lũ lụt tại Kentucky khiến cho ít nhất 16 người thiệt mạng ở miền trung của Appalachia các chuyên gia khuyến nghị đừng chờ đợi vắc xin COVID-19 được cập nhật nếu mà bệnh nhân có nguy cơ cao mắc bệnh nặng. Lần đầu tiên, Triều Tiên báo cáo không có ca sốt mới kể từ khi bùng phát COVID-19. Instagram đảo ngược những thay đổi mới sau khi nhà Kardashian chỉ trích ứng dụng hãy ngừng cố gắng trở thành TikTok. Apple dự báo tăng trưởng doanh số nhanh hơn và nhu cầu iPhone tăng mạnh bất chấp nền kinh tế khó khăn. Việt Nam vẫn cấp hộ chiếu mới kèm chứng nhận nơi sinh, sau khi Đức không công nhận. Con hổ Bengal thứ 5, loài có nguy cơ bị tuyệt chủng, được sinh ra trong vườn thú tại Cuba. Brazil báo cáo tử vong đầu tiên do bệnh đậu mùa khỉ bên ngoài châu Phi brazil hôm thứ sáu đã báo cáo cái chết đầu tiên liên quan đến bệnh đậu mùa ở khỉ bên ngoài lục địa châu phi trong đợt bùng phát hiện tại ngay trước khi tây ban nha xác nhận cái chết đầu tiên được biết đến ở châu âu trong đợt bùng phát vào cuối ngày Nạn nhân người Brazil là một nam giới 41 tuổi, người cũng bị ung thư hạch và suy giảm hệ miễn dịch. Bệnh nhân đã nhập viện ở thành phố Belo Horizonte, miền đông nam Brazil và tử vong do sốc nhiễm trùng sau khi được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Cho đến nay, quốc gia Nam Mỹ này đã báo cáo 1.066 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ được xác nhận và 513 trường hợp bị nghi ngờ mắc bệnh hơn 98% các trường hợp được xác nhận ở nước này là nam giới có quan hệ tình dục đồng giới với độ tuổi trung bình là 33. Tại Tây Ban Nha, nhà chức trách không công bố ngay thông tin chi tiết về người chết vì bệnh đậu mùa khỉ. Cho đến nay, tổ chức y tế thế giới WHO chỉ báo cáo 5 trường hợp tử vong do bệnh đậu mùa khỉ được xác nhận, tất cả đều ở châu Phi. Theo tổ chức y tế Liên Mỹ PAHO, Brazil cùng với Mỹ và Canada là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi bệnh đậu mùa khỉ ở châu Mỹ, nơi có hơn 5.000 trường hợp đã được báo cáo cho đến nay. Lũ lụt Kentucky, ít nhất 16 người thiệt mạng ở miền trung Appalachia sau cơn bão tàn phá. Các đội tìm kiếm và cứu hộ do vệ binh quốc gia hậu thuẫn đã tìm kiếm những người mất tích trong trận lũ lụt Kỷ lục quét sạch toàn bộ cộng đồng ở một số nơi nghèo nhất ở Mỹ. Thống đốc bang Kentucky cho biết 16 người đã chết, con số mà ông dự kiến sẽ tăng lên khi mưa vẫn đang không ngừng rơi. Các đội khẩn cấp đã thực hiện gần 50 cuộc cứu hộ trên không và hàng trăm cuộc cứu nạn dưới nước vào thứ năm và nhiều người vẫn đang cần được giúp đỡ. Thống đốc Andy Beshear cho biết hơn 200 người đã tìm nơi trú ẩn. Ông đã triển khai các binh sĩ vệ binh quốc gia đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ba công viên đã thiết lập các nơi trú ẩn với thiệt hại về tài sản quá lớn. Thống đốc đã mở một cổng thông tin trực tuyến để quyên góp cho các nạn nhân. Ông Bisha cho biết Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực phục hồi kéo dài. Vào thứ Sáu, mưa đã tàn phá nhiều khu vực hơn sau những ngày mưa xối xả, khiến các đội cứu hộ phải sử dụng trực thăng và thuyền để tiếp cận những người bị mắc kẹt. Lũ lụt cũng gây thiệt hại cho các khu vực phía Tây Virginia và phía Nam West Virginia, trong một khu vực có nạn đói nghèo. Poweroutage.us báo cáo rằng hơn 33.000 khách hàng vẫn không có điện vào thứ sáu ở phía đông kentucky, west virginia và virginia với phần lớn tình trạng mất điện diễn ra ở kentucky. tại vicksburg, kentucky nước lũ đã tràn vào Alpha Shop, một trung tâm nghệ thuật và giáo dục nổi tiếng với việc quảng bá và bảo tồn lịch sử và văn hóa của khu vực. Thống đốc Jim Justice đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với sáu quận ở west virginia nơi lũ lụt đã làm đổ cây, mất điện và các con đường bị tắt ngãn. Thống đốc Glenn Youngkin cũng đã đưa ra tuyên bố khẩn cấp cho phép Virginia huy động các nguồn lực trên khắp các khu vực bị ngập lụt ở Tây Nam Virginia. Các chuyên gia khuyến nghị đừng chờ đợi vaccine COVID-19 được cập nhật nếu bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh nặng. Năm chuyên gia vaccine nói với Reuters rằng những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng chưa được tiêm nhắc lại COVID-19 lần thứ hai không nên chờ đợi vaccine thế hệ tiếp theo nhắm mục tiêu vào Omicron dự kiến ra mắt vào mùa thu. Ở nhiều quốc gia bao gồm cả Mỹ, biến chủng phụ BA.5 của Omicron vẫn đang gia tăng, nhưng các loại vaccine hiện tại vẫn có hiệu quả bảo vệ chống lại tình trạng nhập viện vì bệnh nặng và tử vong và khi virus phát triển, vẫn chưa biết được phiên tòa nào sẽ được lưu hành rộng rãi vào mùa thu hay liệu vaccine mới, dự kiến nhắm vào BA4 và BA5 ở Mỹ và BA1 ở châu Âu, sẽ là một sự phù hợp tốt. Với sự gia tăng hiện tại và khả năng miễn dịch của con người đang suy yếu, các chuyên gia nói với Rooster rằng mũi tiêm tăng cường tốt nhất cho những người có nguy cơ mắc bệnh là mũi tiêm hiện tại. Tiến sĩ John Moore, giáo sư vi sinh học và miễn dịch học tại trường đại học Y, e. Well Connell Người đồng viết bài xã luận về chủ đề hiện đang được xem xét cho biết, nếu bạn cần một mũi tim tăng cường, hãy tìm phòng nó ngay bây giờ các nhà lập pháp Mỹ đang hy vọng một loại vaccine được cập nhật nhắm vào chủng gốc và một loại vaccine nhắm vào biến thể Omicron sẽ cung cấp khả năng bảo vệ rộng hơn chống lại các biến thể trong tương lai. Họ cũng tin rằng một loại mũi tiêm tăng cường gần nhất với phiên bản đang lưu hành sẽ mang lại giá trị. Mexico tuyên bố hạn hán ở bang New Evo Leon ở phía bắc vì vấn đề an ninh quốc gia. Hôm thứ sáu Mexico đã tuyên bố tình trạng thiếu nước ở bang Nuevo Leon là vấn đề an ninh quốc gia khi mà khu vực này, nơi có thủ đô công nghiệp của Mexico, đã bị tê liệt do hạn hán trở nên tồi tệ hơn trong những tháng gần đây. Trong một tuyên bố đưa ra vào chiều ngày thứ Sáu, chính phủ liên bang cho biết, nước sẵn có nên được ưu tiên sử dụng công cộng và cho biết các hóa đơn tiền nước hiện có của liên bang đối với các công ty tư nhân có thể được sửa đổi hoặc giảm bớt. Sự phẫn nộ đã gia tăng trong những tháng gần đây trên toàn khu vực đô thị Monterey, nơi sinh sống của khoảng 5,3 triệu người, khi mà chính quyền hạn chế mạnh mẽ việc tiếp cận nguồn nước của người dân, ngay cả khi các công ty sản xuất bia đóng chai thương mại đang tiếp tục khai thác lên tới hàng tỷ lông nước hàng năm theo quy định của liên bang. Vào tháng 6, các nhà chức trách đã bắt đầu hạn chế việc tiếp cận nguồn nước sinh hoạt trên toàn khu vực đô thị xuống chỉ còn vài giờ mỗi sáng. Việc phân chia lượng nước đã gây ra các cuộc biểu tình lẻ tẻ với một số dân cư đã phản đối rằng họ đã trải qua nhiều ngày và thậm chí hàng tuần mà không hề nhận được nước sinh hoạt. Lần đầu tiên, Triều Tiên báo cáo không có ca sốt mới nào kể từ khi bùng phát COVID-19. Các phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin Triều Tiên lần đầu tiên đã báo cáo không có ca sốt mới nào kể từ khi ghi nhận đợt bùng phát COVID-19 vào giữa tháng 5. Vào đầu tháng này, Triều Tiên đã lần đầu tiên công khai công bố rằng họ cuối cùng cũng đang trên con đường xoa dịu cuộc khủng hoảng coronavirus, ngay cả khi các nước láng giềng châu Á đang trải qua sự bùng phát trở lại của các bệnh nhiễm trùng do biến thể phụ Omicron gây ra. Hãng thông tấn của nhà nước KCNA cho biết 99,99% ,99 trong số 4,77 triệu bệnh nhân bị sốt kể từ cuối tháng 4 đã khôi phục hoàn toàn, nhưng do thiếu xét nghiệm rõ ràng, nên hãng đã không công bố bất kỳ số liệu nào về những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus. Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đã đặt ra nghi ngờ về tuyên bố tiến bộ của Triều Tiên. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết vào tháng trước họ tin rằng tình hình đã trở nên tồi tệ hơn chứ không phải tốt hơn trong bối cảnh thiếu dữ liệu độc lập. Các phương tiện truyền thông của nhà nước Triều Tiên cho biết tính tới thứ sáu có 204 bệnh nhân bị sốt đang được điều trị, trong đó các nhà phân tích Triều Tiên nhận định tuyên bố chiến thắng COVID-19 của Bình Nhưỡng có thể là bước đầu để khôi phục thương mại đã bị cản trở bởi đại dịch. Instagram đảo ngược những thay đổi mới sau khi nhà Kardashian chỉ trích ứng dụng hãy ngừng cố gắng trở thành TikTok. Gần đây, Instagram đã phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích vì đang cố gắng trở thành giống như TikTok hơn. Meta là công ty mẹ của Instagram, sẽ tung ra phiên bản thử nghiệm của ứng dụng, chia sẻ ảnh phổ biến, có nhiều nội dung đề xuất hơn, trong khi loại bỏ các bài đăng từ các tài khoản mà người dùng thực sự đã theo dõi. Người đứng đầu Instagram là Adam Mosseri đã lần đầu tiên thông báo về quyết định này trên bản thông tin công nghệ Platformer vào ngày thứ Năm, cho biết công ty sẽ suy nghĩ lại về phiên bản Instagram mới phát hành gần đây. Trong đó, ưu tiên các video được đề xuất dựa theo thuật toán nhiều hơn. Instagram cũng đã thử nghiệm beta cho các bài đăng hoàn toàn hơn trên dòng thời gian của họ tương tự như định dạng của ứng dụng chia sẻ video tiktok những thay đổi gần đây của Instagram đã khiến cho làn sóng người sử dụng trở nên bất bình trong đó có một số người có ảnh hưởng nổi tiếng nhất nhiều người phàn nàn rằng họ đã phải xem qua hàng loạt video đề xuất để tìm ra thứ mà họ thực sự đang tìm kiếm như là các bài đăng từ bạn bè và gia đình của họ vào hôm thứ hai hai chị em Kylie Jenner và Kim Kardashian, những người đều đã sở hữu hàng trăm triệu người theo dõi trên Instagram, đã đăng tải một thông điệp trên mạng xã hội này với dòng chữ: "Hãy biến Instagram trở thành Instagram, đừng cố gắng để trở thành TikTok. Tôi chỉ muốn xem những bức ảnh dễ thương của bạn bè mình." Một ngày sau bài đăng chung của hai chị em nhà Kardashian, người đứng đầu Instagram Adam Masari đã phát hành một đoạn video ngắn phản hồi lại phản ứng dữ dội mà ứng dụng đang nhận được và ông nói rằng dựa trên dữ liệu của Instagram người dùng đang ngày càng tương tác với video và ứng dụng sẽ tiếp tục đẩy mạnh nội dung được đề xuất theo thuật toán nhưng chỉ trong hai ngày thì đội ngũ của Instagram đã thay đổi quyết định của họ tuy nhiên ông Mercery đã nói trong cuộc phỏng vấn với platformer rằng Instagram sẽ tiếp tục chuyển hướng sang chia sẻ video mặc dù ứng dụng đang tạm thời giảm video xuất hiện trên bản tin nhưng mà ứng dụng sẽ bắt đầu thúc đẩy lại nội dung được đề xuất sau khi công ty cảm thấy rằng họ đã cải thiện đủ thuật toán của mình. Apple dự báo tăng trưởng doanh số nhanh hơn, nhu cầu iPhone tăng mạnh bất chấp nền kinh tế khó khăn. Apple hôm thứ Năm cho biết tình trạng thiếu linh kiện đang giảm bớt và nhu cầu về iPhone không ngừng giảm, mặc dù người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu khác, giúp hãng vượt qua kỳ vọng của phố Wall và dự báo doanh số bán hàng sẽ tăng trưởng nhanh hơn. Cổ phiếu của gã khổng lồ thung lũng Silicon đã tăng 3,5% sau nhiều giờ sau khi công bố kết quả. Mặc dù các chỉ số kinh tế vĩ mô trên toàn thế giới đang chuyển biến tiêu cực, Giám đốc Tài chính Luca Mastri nói rằng nhu cầu đối với iPhone, nguồn doanh thu lớn nhất của công ty không hề giảm. Doanh số bán điện thoại trong quý tài chính thứ ba đã tăng 3% lên 40,7 tỷ đô la Mỹ khi phố Wall đã chuẩn bị cho sự sụt giảm 3%. Ngược lại, thị trường điện thoại thông minh toàn cầu nói chung đã giảm 9% trong quý vừa kết thúc, theo dữ liệu của Canalys. Cơ sở khách hàng trung thành và tương đối giàu có của Apple đã giúp Apple vượt qua mức chi tiêu của người tiêu dùng, giảm tốt hơn so với các thương hiệu khác trong quá khứ. Và kết quả hàng quý mới nhất của công ty cho thấy một mô hình tương tự đang xuất hiện nhưng apple có nguy cơ tham gia cùng các đối thủ trong việc tích lũy một kho dự trữ máy tính bảng và pc không bán được nếu nhiều khách hàng hơn dự kiến ngừng mua do lạm phát và lãi suất tăng trong khi doanh số bán iPhone và iPad đứng đầu kỳ vọng, doanh thu từ dịch vụ, máy tính mát và phụ kiện đã không đạt mục tiêu của phố Wall và doanh số bán hàng tại thị trường quan trọng Trung Quốc giảm 1% do người tiêu dùng bị khóa ở đó, doanh số bán hàng hạn chế. Apple cũng đang đối mặt với tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung chậm lại ở Trung Quốc, nơi doanh thu trong quý tài chính thứ ba của họ là 14,6 tỷ đô la Mỹ việt nam vẫn cấp hộ chiếu mới kèm chứng nhận nơi sinh sau khi đức không công nhận Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an Việt Nam hôm 29 tháng 7 khẳng định sẽ tiếp tục cấp hộ chiếu mẫu mới màu xanh tím than, trong lúc đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho biết sẽ cấp giấy xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để xuất trình kèm theo hộ chiếu này, giữa bối cảnh người dân đang hoang mang vì Đức tạm dừng cấp thị thực cho người mang hộ chiếu mới do thiếu thông tin về nơi sinh. Trước đó, hôm 27 tháng 7, đại sứ quán Đức tại Việt Nam thông báo không công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp bắt đầu từ tháng 7 năm nay và nêu lý do là hộ chiếu thiếu thông tin nơi sinh khiến phía Đức không thể xác định rõ ràng người mang hộ chiếu vì nhiều trường hợp trùng hợp. Đại sứ quán Đức nói họ chỉ có thể xác định được nơi sinh thông qua số định danh cá nhân có 12 chữ số và thông qua việc đối chiếu với một danh sách dài 7 trang. Giữa bối cảnh nhiều người dân rất hoang mang về thông báo của Đức, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam ngày 29 tháng 7 khẳng định hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là tiêu chuẩn của ICAO, tức là Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, với chất lượng cao hơn, an toàn hơn và chống gian lận cơ quan chức năng của việt nam nói các vấn đề phát sinh sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người dân và các động thái đơn phương từ phía đức sẽ được phản hồi thông qua con đường ngoại giao trong cùng ngày, đại sứ quán Việt Nam tại Đức đưa ra thông báo sẽ cấp giấy xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để công dân Việt Nam có thể xuất trình kèm theo hộ chiếu của họ. Giới hữu trách Việt Nam cho biết, hiện hai phía Việt Nam và Đức đang làm việc để tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến việc Đức không công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam có bìa màu xanh tím than và số series bắt đầu bằng chữ P việc cấp giấy xác nhận về nơi sinh là giải pháp tạm thời nhằm tạo điều kiện cho công dân việt nam ở đức được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác với cơ quan của đức hiện mẫu hộ chiếu cũ màu xanh lá cây vẫn có thể sử dụng cho đến khi hết hạn in chìm vì vậy hai mẫu hộ chiếu đều có hiệu lực đồng thời tại việt nam Ngoài ra, mẫu hộ chiếu mới có gắn chip điện tử cũng sẽ bắt đầu được cấp cho người dân kể từ quý 3 năm nay, Bộ Công an Việt Nam cho biết thêm. Will Smith lên tiếng về vụ tác Rick Rock tại lễ trao giải Oscar nói rằng anh ấy vô cùng hối hận. Đã 4 tháng kể từ khi Will Smith bước lên sân khấu tại lễ trao giải Oscar và tác Rick Rock vì đã đua cờ về Jada Pinkett Smith là vợ của Will Smith, nam diễn viên cuối cùng cũng đã lần đầu tiên lên tiếng trả lời các câu hỏi về những tranh cãi này. Trong một video dài được đăng tải hôm thứ Sáu với chú thích Thanks all, một dòng chữ màu trắng đã xuất hiện viết rằng Trong vài tháng qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tự suy xét lại bản thân. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra trong đoạn video là Tại sao Smith, 57 tuổi, đã không xin lỗi rót đêm đó trong bài phát biểu mà anh đã nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất được đưa ra ngay sau khi cái tác xảy ra? Smith giải thích, tôi đã trở nên mơ hồ vào thời điểm đó, tất cả đều không rõ ràng. Smith cũng cho biết thêm rằng anh ấy đã liên hệ với Rock và thông điệp gửi lại là anh ấy, tức là Rock, chưa sẵn sàng để nói chuyện Nam diễn viên cũng bày tỏ thêm rằng anh muốn xin lỗi mẹ của Rock và em trai Tony. Smith cũng tiếp tục gửi lời xin lỗi đến vợ, các con và những người được đề cử giải Oscar, những người với thành tích đã bị cái tát của Smith chiếm sóng. Hành động bạo lực ngày 27 tháng 3 đã khiến Smith bị viện hàng lâm cấm xuất hiện trong tất cả các sự kiện của họ trong 10 năm, nhưng hậu quả thực sự mà nam diễn viên nhận lại đến từ sự lên án của công chúng. Shakira trốn thuế và có thể ngồi tù 8 năm, nhưng ca sĩ tự tin mình vô tội. Vào ngày 29 tháng 7, các công tố viên Tây Ban Nha cáo buộc Shakira trốn thuế. Nếu bị kết án thì ngôi sao Colombia đối diện với mức án 8 năm 2 tháng tù và đồng thời phải nộp phạt 23 triệu euro, tương đương với 23,5 triệu Mỹ Kim. Theo tài liệu từ văn phòng công tố, Shakira đã gian lận 14,5 triệu euro tiền thuế, Cô bị cáo buộc không nộp thuế từ năm 2012 cho tới năm 2014. Thời gian Sakura cho rằng mình không sống ở Tây Ban Nha. Nội dung tài liệu cũng cho biết, trong hai năm này, cô thường lưu trú tại Tây Ban Nha. Tháng 5 năm 2012, cô mua nhà ở Barcelona xây dựng tổ ấm cùng với bạn trai có tên là Piki. Hiện tại, đại diện của Sakura khẳng định nữ ca sĩ hoàn toàn tin vào sự vô tội của bản thân và cô coi sự việc này là vi phạm quyền cá nhân. Shakira có tên thật là Shakira Isabel Mebarak Ripo, sinh năm 1977 tại Colombia. Cô được mệnh danh là nữ hoàng của nhạc Latin, từng giành giải Grammy, phát hành 11 album và bán được hơn 80 triệu đĩa trên toàn thế giới. Vụ việc trốn thuế nổ ra sau khoảng một tháng Shakira và cầu thủ bóng đá PK tuyên bố chia tay. Thông tin đã gây xôn xao trên mạng xã hội và xuất hiện dày đặc trên các mặt báo. Nguyên nhân được cho là Pitt khi đặt ngoại tình với nữ sinh và bị vợ bắt gặp. Tuy nhiên, hai nhân vật chính không lên tiếng. Bản cáo trạng về thuế đã nêu chi tiết sáu cáo buộc chống lại Secura. Cô ca sĩ đã từ chối thỏa thuận gian xếp do các công tố viên đưa ra, và thay vào đó cô đã chọn ra tòa, nhưng thời gian của buổi xét xử vẫn chưa được ấn định. Nhóm quan hệ công chúng của Secura cho biết nữ ca sĩ luôn luôn hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình, và cho biết nghệ sĩ đã gửi số tiền mà cô ấy được cho là nợ, bao gồm tiền lãi 3 triệu euro các công tổ viên ở Barcelona đã cáo buộc rằng Shakira đã dành hơn một nửa thời gian mỗi năm từ năm 2012 cho tới năm 2014 ở Tây Ban Nha và lẽ ra còn phải nộp thuế ở nước này. Một con hổ Bengal thứ năm là loài có nguy cơ tuyệt chủng, được sinh ra trong vườn thú Cuba. Một chú gỗ Bengal quý hiếm đã được sinh ra ở sở thú quốc gia của Cuba tại Havana chỉ hơn một năm sau khi bốn chú hổ cùng giống này được sinh ra. Sự ra đời của chú hổ con đã xảy ra sau 20 năm cố gắng lai tạo những con hổ có nguy cơ tuyệt chủng. Tất cả hổ con được sinh ra bởi hổ mẹ Fiona và hổ cha Garfield. Đáng buồn thay là chú hổ mới được sinh ra là con sống sót duy nhất sau một lứa bốn con được sinh ra cách đây hai tuần vì anh chị em của nó bị các vấn đề về thần kinh nghiêm trọng và đã chết chú hổ con này được sinh ra hơi nhẹ cân, hiện vẫn chưa được đặt tên và đang được chăm sóc tại khu sinh sản nhân tạo của vườn thú, nơi mà các chú hổ đã vui chơi tràn đầy năng lượng. Hàng ngàn con hổ Bengal được biết đến với bộ lông màu cam từng lang thang trong các khu rừng ở Bangladesh, Ấn Độ và Nepal, nhưng số lượng của chúng đã giảm mạnh xuống chỉ còn khoảng 2.500 con. Nạn săn trộm, phá rừng và săn bắt quá mức đã dẫn tới tình trạng này. 3 trong số 9 loài hổ trên thế giới đã tuyệt chủng vào thế kỷ trước, và nhiều nhà khoa học tin rằng loài thứ tư loài hổ Nam Trung Quốc gần như đã tuyệt chủng. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Hôm nay một gia kim bằng 0,7798 Mỹ Kim và bằng 0,7650 Euro. Một gia kim bằng 18.238 đồng Việt Nam và một Mỹ Kim bằng 23.336 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 98 đồng 62 Mỹ kim một thùng. Giá dầu thô Brent 110 Mỹ kim một thùng. Giá vàng là 1766.15 Mỹ kim một ounce. Đến đây chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin sáng cho tạp chí Culture Magazine thực hiện. Và để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị nhớ bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này ngày một tốt hơn. Và cũng đừng quên chia sẻ chương trình trên mạng xã hội để giúp phổ biến chương trình này đến nhiều người hơn. Tuấn Liêm và Hoa Ngọc xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Và đặc biệt trong kỳ nghỉ Long Weekend cuối tháng 7 này, chúc quý vị có những ngày vui vẻ bên gia đình, người thân và bạn bè. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ sau.